chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuất Đỉnh Audio. Trong video buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 thì cửa hàng của Xuất Đỉnh lại tiếp tục về được những sản phẩm mới để phục vụ cho các bác mua sắm và phối ghép về những cái bộ âm thanh. Thì trong video này Xuất Đỉnh về được 3 chiếc âm ly của hãng Technic, dòng này là dòng đời cao. Đó là dòng Technic SU7700 mắc đôi hay còn gọi là 7700 25 mã. Thì trong những dòng Technic thì đây là một trong những dòng mà được đánh giá rất là cao. Và dòng này thì nó được ra đời song song với những dòng âm ly Pioneer 7800 mắc đôi. Thì dòng này nó là dòng 7700 mắc đôi của hãng Technic, nhưng giá tiền thì nó chỉ rẻ bằng 1/3 của những dòng 7800 mắc đôi. Nhưng người này thì không phải là rẻ tiền mà không hay. Và với những dòng Technic 7700 mắc đôi này thì nó chạy sò sắt, công suất của nó cũng đạt 155W, rất là khỏe. Các bác có thể ghép về những dòng loa Nhật Bass 2530, hoặc các bác có thể ghép về những dòng Diatone Bass 32 đánh với những dòng Technic này cũng rất là hay. Ngoài ra thì các bác có thể ghép về những cái dòng loa Technic đồng bộ cũng được, vì những dòng này là dòng chạy sò sắt nên cái chất âm của những dòng này nó rất là tốt. Và đây cũng là dòng đời cao 25 mã, thì đây là dòng đời rất là cao của hãng Technic rồi. Nó cũng thiết kế là hai đèn vu mặt phai nhôm. Và dòng này thì nó thiết kế theo dạng mặt phai nhôm xước. Khi quay trong video này thì các bác thấy rõ là những cái núm nút nó ánh bóng lên những cái mặt phai nhôm của nó đây. Nên nhìn nó rất là nhiều các cái tia sáng lóe. Tổng quan thì những dòng này rất là đẹp. Về được 3 chiếc để phục vụ cho các bác. Trước khi quay chi tiết thì Xuất Đỉnh cũng báo giá luôn để cho các bác đỡ phải mong mỏi cũng như chờ đợi. Cửa hàng Xuất Đỉnh vẫn bán ra mức giá chỉ giá tốt thôi, 4.500.000 đồng một chiếc. Giá cực kỳ là tốt cho một chiếc âm ly Technic hàng bã Nhật. Và dòng 7700 mắc đôi này thì nó cũng không có nhiều. Và hôm nay thì Xuất Đỉnh về được 3 con. Còn cách đây khoảng độ 3 tháng trước thì Xuất Đỉnh về được số lượng gần 100 con thì cũng đã hết rồi. Hôm nay về được duy nhất chỉ có 3 con. Tổng quan thì rất là đẹp từ các cái phần mặt mũi. Còn tất nhiên thì đồ cũ bao giờ cũng vậy, nó là hàng đã qua sử dụng chứ không phải là hàng mới tinh. Cho nên nó cũng có trầy xước nhưng không đáng kể, và chấp nhận được. Và đây thì các bác cũng có thể nhìn thấy rõ góc cạnh nó còn khá là đẹp và mới, núm nút rất là đẹp luôn. Đấy. Sau này thì Xuất Đỉnh sẽ giới thiệu sơ qua cho các bác một chút. Đó là phím bật tắt nguồn. Đây là cầu loa thì nó sẽ đánh cầu loa main remote thì nó thay vào A hoặc B thôi, nó chỉ là cái tên thôi. Còn A cộng B thì nó là main cộng remote này. Ba lăng nó lướt này, muting là ngắt tiếng này, mono shifter thì các bác để shifter. Trên này là tín hiệu đèn vu khi có tiếng âm thanh. Nó có đèn, nhưng mà dòng này thì thấy các bác thấy rõ nó có đèn. Đây là cái hiệu ứng trên điện thoại thì sẽ nhấp nháy của nó sẽ có đèn màu vàng. Và đèn này thì ở chính giữa ở bên trong hát ra. Đấy. Bên này thì nó là volume, bên trong này là cái chiếc áp, này là chiếc áp gọi là hãm. Cái hãm này thì giống như kiểu là khi nhà mình có trẻ con mà không sử dụng thì cái hãm này nó sẽ phanh lại. Tới đây nó kịch, nó không qua được cái hãm này nữa. Thì đây là gọi là cái hãm của volume. Cái cần to này gạt non thì bass check mới có tác dụng. Và dòng này âm sắc thì rất là tốt và tiếng nó lại rất là sáng tiếng. Đặc biệt là cái chiếc áp này. Đấy. Âm sắc này nó rất là tốt nhá. Tab 1, tab 2 thì đây là đường vào nữa. Còn qua tuner AUX tab 1, tab 2 là 4 đường vào chính cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Phono dành cho đĩa than. Cái quay sốt này các bác để ở đấy, đấy là tổng quan về các cái phần mặt tiền. Nó rất đẹp, mặt phai nhôm xước nhìn nó rất là hay đấy. Và cái độ mới cũng như độ bóng của những chiếc âm ly này thì nó sẽ bền mãi với thời gian. Thế như các bác thấy nó bẩn thì các bác chỉ cần lấy cái khăn ẩm các bác lau qua là các bác thấy nó đã mới rồi, thì vì nó là mặt phai nhôm mà, nó không phải là mặt sắt. Và đây là nội thất bên trong thì con này sử dụng là 4 sò sắt. Đấy, 4 sò sắt. Phần mạch, tụ và nguồn. Yếu tố quan trọng nhất trên những chiếc âm ly thì Xuân Đình cũng vẫn thường chia sẻ thực lòng với các bác, đó là nguồn, tụ và sò thì phải đảm bảo là nguyên zin. Còn đâu là những cái linh kiện nhỏ như những con transistor hoặc là những con điều chỉnh điện áp nhỏ nhỏ này thì nó mà có bị kém thì Xuân Đình sẽ thay, hoặc là các thợ khác sẽ thay. Thay để đảm bảo được cái chất lượng về âm ly. Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cả. Nhưng mà nguồn, tụ
tụ và sò thì cứ phải đảm bảo là zin tuyệt đối. Máy rất là đẹp. Đây là cái đằng sau của ba chiếc Omni Xuân Đình, cũng quay chi tiết cho các bác luôn. Đây. Rất là mới, công suất 155W, điện 100V, hàng của nó là hàng nội địa Nhật. Đây. Mới kính còm luôn. Mức giá thì khá là tốt, chỉ có 4.500.000 đồng một chiếc Omni hàng bã Nhật của hãng Technic, chạy sò sắt, tiếng cực kỳ hay. Và là trước đây thì Xuân Đình cũng có giới thiệu cho bác về những dòng Jaguar 203A, thì đến tại thời điểm này Xuân Đình chỉ còn duy nhất một con, và Xuân Đình cũng đang đặt thêm một vài chục con nữa để phục vụ cho các bác. Dòng này gọi là ngon, bổ, rẻ, không có hàng nhái mà chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt vời, chạy 4 giò sắt, vang nhại khá là tốt, và ghép dòng này thì đánh loa cây cột rất là hay, ghép các loại dòng loa BMB Bass 2530 hoặc những dòng loa Bose hoặc những dòng loa Nhật, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke tuyệt vời. Jaguar 203A hàng bãi của Hàn Quốc, nguyên zin, chạy sò sắt, mức giá chỉ có 4 triệu đồng một chiếc. Hàng này là hàng xuất cho thị trường của Nhật, chạy điện 100 và 220V, rất là tiện dụng, đẹp len ken và hoạt động tốt. Bác nào mà có nhu cầu thì kết liên hệ cho Xuân Đình theo số điện thoại 0395 727 582, cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Đây là 4 chiếc Omni. Và cái cặp loa mà Xuân Đình đang ghép cho các bác là một cặp loa SX6, gọi là dòng loa bé hạt tiêu của hãng Pioneer. Cấu hình của loa là Bass 212, kiềng xứng đúc, củ loa rất là to, gần mút, màng của nó là màng carbon, một chung, một tép điện. Lần này thì kích thước rất là gọn gàng, chiều cao của nó chỉ đạt khoảng tầm 45-47 thôi. Nhưng mà loa thì rất là nặng, bé là bé hạt tiêu mà. Xuân Đình đang bán cặp loa Bookshelf của hãng Pioneer này với mức giá chỉ có 4.500.000 đồng. Loa thiết kế bên trái bên phải và loa khá là đẹp, trở kháng 6 ohm, công suất maximum 130W một loa. Và cái dòng Pioneer thì các bác biết rồi, chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt vời. Dòng này thì chơi đa thể loại nhạc, sử dụng tép điện nên cái tiếng rất là sáng. Loa này thì họ không sản xuất tại E-căng, vì căng của nó toàn bộ là căng lưới sắt phủ bên ngoài, cho nên là nhìn cái loa nó rất là khuôn viên, không quá cao to, nhưng chất lượng âm thanh thì rất là tuyệt vời. Củ loa bát của nó rất là to các bác nhá, củ rất là lớn, góc cạnh rất là đẹp. Loa thiết kế bên trái bên phải, thậm chí là trùng series 046 luôn. Mức giá là 4.500.000 đồng cho cặp Pioneer SX6 hàng bãi Nhật. Các bác có thể mua cả bộ cũng được, tại vì tổng giá trị cả một bộ gồm có một chiếc Omni và cặp loa thì nó chỉ có mức giá là 9 triệu đồng cả bộ, chưa đến 10 triệu, mà chất âm thì hết sức là tuyệt vời. Cảm ơn các bác theo dõi video của Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.